Người phải điều trị nhiễm COVID-19 và người phải thực hiện cách ly y tế là một trong các đối tượng nằm trong diện hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Theo đó, hỗ trợ tiền ăn mức là 80.000 đồng một người mỗi ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 F0. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhân tối đa là 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người mỗi ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế F1 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa là 21 ngày.